Tử vi tuổi Tuất 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông cha ta thường nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc. Vạn vật thay đổi khó lường, nên bình tĩnh trước mọi sự trong đời mới là cách hành xử của người trí tuệ. Xem tử vi 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy rằng số phận của những người tuổi Tuất sẽ ứng với câu nói trên trong thời gian sắp tới. Tuy vẫn phải hình thái tuế nhưng vẫn gặp được may mắn. Cho nên mệnh chủ đừng bi quan do vẫn phải thái tuế. Bởi trong cuộc sống khi gặp chuyện xấu đừng nên bi quan, thống khổ. Trái lại khi gặp chuyện vui cũng đừng mải vui mừng quá đỗi. Mất không ưu phiền, được không đắc ý. Cũng giống như trong phúc có họa, trong họa có phúc. Biến hóa vô cùng, sâu xa không thể lường được. Vậy trong 6 tháng cuối năm sắp tới, vận trình của những người tuổi Tuất sẽ xảy ra những điều gì? Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là tổng quan tử vi của tuổi Tuất trong 6 tháng cuối năm. Không còn được bình ổn như trước, thời điểm này người tuổi Tuất bị tác động mạnh bởi cục diện hình thái tuế, lại thêm nhiều hung tinh chiếu, báo hiệu sẽ có nhiều biến động, thăng trầm, vất vả, ngược xuôi. Xem tử vi tuổi Tuất nửa cuối năm 2021 thấy rõ, cục diện tương hình mang tới những rắc rối về giấy tờ, thủ tục, kiện cáo pháp luật. Người tuổi Tuất làm ăn khó khăn, công việc gặp nhiều trở ngại, để đạt kết quả tốt phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người khác. May mắn vẫn có thiên đức và thái âm cát tinh hỗ trợ. Trong gian khó, tuổi Tuất nhìn thấy không ít cơ hội vươn lên. Tuy nhiên, cơ hội chỉ đến với những ai chủ động nắm bắt và không ngừng nỗ lực đạt được. Nếu lười nhác, chỉ dựa vào may rủi, ngư sự khó mà thành. Hơn nữa, tình hình tài chính cũng có nhiều biến động. Lúc khởi sắc thì cực vượng, khi vận suy lại cực hung, được khá nhiều và mất cũng rất lớn. Kinh doanh khó khăn, đầu tư nhiều rủi ro, lại có kiếp tài và thương quan mang lại hao tổn tiền bạc tác động, rất dễ mất tiền oan. Mệnh chủ tuổi Tuất cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn trong năm Tân Sửu, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an cho bản mệnh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Dưới sự chi phối của thái tuế 2021, tinh thần người tuổi Tuất gặp nhiều bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bộc phát, làm trước, nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Sau đó, công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công, chứ đừng nói tới việc thăng quan, tiến chức. Thêm vào đó, bản mệnh nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật, kẻo vướng họa, lao ngục. Trong thời gian này, còn có quả tù chiếu mệnh khiến tuổi Tuất lại có xu hướng khép mình với thế giới xung quanh, bảo thủ trong lối suy nghĩ, hạn chế các mối quan hệ xã giao mà vốn dĩ nếu làm tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Nói như vậy không có nghĩa là ám chỉ bản mệnh sẽ gặp toàn chuyện bất lợi trong thời gian này. Bởi có những thời điểm bản mệnh nhận được sự hỗ trợ từ hai cát tinh, thiên đức và thái âm, tâm trí thêm vững vàng, có động lực phấn đấu, bản mệnh vẫn hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra.
Có điều, bản mệnh cần chấp nhận đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, vất vả hơn gấp nhiều lần người khác. Vì thế, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất rằng khi vận mệnh, vận khí vượng, cần chủ động nắm bắt thời cơ, bình tĩnh và vững tâm làm việc hăng say. Có như vậy, tuổi Tuất mới có thể lượn ngược dòng thành công. Ngoài việc cần chủ động nắm bắt cơ hội, thì các chuyên gia phong thủy còn khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, Sần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí ở phòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân sẽ chiêu tài lộc, cát lành, may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hành thông, phát triển, quan hệ công việc dần tốt đẹp. Tâm trạng cũng vì thế, bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi tuổi Tuất nửa cuối năm 2021 so với thời gian trước đó có nhiều khác biệt về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của tuổi Tuất có nhiều biến động hơn hẳn, vận trình lúc thăng, lúc trầm, đường mất đan xen, khó mà có khoản dư để tích lũy. Về cơ bản, người làm công ăn lương ít bị tác động bởi cục diện tình hình hơn những người làm tư, làm chủ, bởi nguồn thu nhập chính vẫn không thay đổi. Kinh doanh khó khăn, nhất là lĩnh vực liên quan đến các ngành dịch vụ, du lịch hay giải trí, đầu tư cũng khó gặp nhiều may mắn, nhất là về bất động sản, chứng khoán hay các khoản vay lãi. Bên cạnh đó, lại có kiếp tài và thương quan mà họa hao tổn tiền bạc, tác động, sơ sễ mất tiền oan. Cho nên trong thời gian này, bản mệnh cũng cần đề phòng bị mất trộm tài sản quý hoặc bị kẻ xấu lừa gạt tiền đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vay nặng lãi. Tuy nhiên, nếu cẩn trọng suy nghĩ kỹ càng, bản mệnh sẽ được thái âm cát tinh mang tới không ít tài lộc về đất cát, điền sản. Giao dịch ở phương diện này vẫn bỏ túi tiền lời đáng kể. Nên nhớ, mọi tình huống cần do mình làm chủ. Đầu tư vốn không rủi ro mà chỉ có sự thiếu hiểu biết mới khiến quý gia chủ gặp rủi ro. Để có thể hóa giải cục diện xấu thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và phần hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Cục diện hình thái tuế tác động khiến vận trình tình cảm 6 tháng cuối năm 2021 của tuổi Tuất biến động mạnh hơn so với trước kia. Các cặp đôi liên tiếp nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, hiểu nhầm, hoài nghi khiến gia đạo bất ổn, nghiêm trọng có thể dẫn tới chia ly, đổ vỡ. Người độc thân còn chịu ảnh hưởng của hung tinh quả tú, kích phát những suy nghĩ cô độc, không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Trong khi đó, đào hoa lại không vượng, tình duyên phần nhiều vẫn lận đận. Đặc biệt là nữ mạng tuổi Tuất, vận khí bất ổn, chuyện tình cảm lại không đâu vào đâu. Dù là người độc thân hay đang lập gia đình, tình duyên bất ổn, lắm trở ngại. Thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ, một mình cô độc. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tuất hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Bình thường thể trạng của người tuổi Tuất khá tốt, ít khi đau yếu. Tuy nhiên, sang năm 2021 là một trong năm con giáp phạm thái tuế 2021. Do tác động của hình thái tuế, cuộc sống nhiều biến động và áp lực khiến sức khỏe giảm sút, dễ đau yếu, nhất là vào thời điểm giao mùa. Cách hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe là suy nghĩ tích cực, không tham công tiếc việc, nghỉ ngơi khi thấy cơ thể phát ra những tín hiệu khó chịu. Bên cạnh đó, tuổi Tuất cần tăng cường tập luyện thể dục, thể thao. Thói quen lười vận động cũng là nguyên nhân chính khiến cho quý gia chủ bị thừa cân, mắc các chứng bệnh về đường huyết, mỡ máu. Năm có hình thái tuế tác động, mệnh chủ cũng hết sức chú ý tới vấn đề đi lại, cần cẩn thận kẻo dễ bị té ngã và quẹt xe cộ. Nhẹ cũng gặp hoạn huyết quang, nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Cho nên để hóa giải được tác động của hình thái tuế, người tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng tay sẽ xua đuổi hung tinh và hóa giải vận hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của bản mệnh trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tuất suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Tuất trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Sửu. Để có thể hiểu rõ hơn. Đầu tiên, Mậu Tuất sinh năm 1958. Các bác tuổi Mậu Tuất trong nửa cuối năm 2021 do phạm cục diện tương hình thái tuế nên các mối quan hệ này có phần ảm đạm, sẽ xảy ra mâu thuẫn, thị phi, tranh chấp với bạn bè anh em. Thậm chí có bác còn hao hụt tài chính vì những thị phi không đáng. Bên cạnh đó còn có họa tiểu nhân khá tốt, lấn át các bác. Tốt nhất, các bác nên cẩn trọng lời ăn, tiếng nói và cách hành xử, tránh rước họa vào thân. Vấn đề sức khỏe cũng không được chủ quan. Canh Tuất, sinh năm 1970. Trong nửa cuối năm 2021, cô chú tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 chịu tác động của cục diện tương hình, nên vận trình thời điểm này khó được như mong muốn, đặc biệt là ở phương diện tình cảm và quan hệ xã giao. Các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận sẽ bị lôi kéo, lợi dụng, khiến tiền bạc hao mòn. Ngoài ra, họa thị phi khá lớn, các cô chú cần chú ý cách ăn nói và thận trọng khi kết giao với người khác để tránh rắc rối không đáng, thậm chí là cả kiện tụng pháp luật. Tình trạng sức khỏe cũng có dấu hiệu bất ổn, sẽ bị thương tổn thân thể. Thứ ba, tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, vận trình của anh chị tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 có khá nhiều biến động. Phương diện công việc của anh chị sẽ có nhiều thay đổi, tiếc rằng chủ yếu theo hướng anh chị không mong muốn, cạnh tranh nhiều hơn làm tăng nguy cơ giảm tiểu nhân. Họa thị phi rình rập. Các mối quan hệ cũng không được tốt đẹp, sẽ sinh bất hòa với người xung quanh, thậm chí còn bị lôi kéo làm chuyện xấu, khiến tiền bạc thất thoát. May mắn sức khỏe trong thời điểm này dù không có nguy cơ nào tiềm ẩn, song có thể bị thương, tai nạn, sự cố trong quá trình di chuyển, anh chị cần chú ý khi điều khiển phương tiện giao thông. Giáp Tuất sinh năm 1994. Nửa cuối năm 2021 sẽ là một khoảng thời gian đầy thách thức và cần phải nỗ lực nhiều hơn đối với các bạn tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Do vấp phải cục diện tương hình thái tuế, rất nhiều phương diện cuộc sống của các bạn như sự nghiệp, mối quan hệ, tài chính sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Mâu thuẫn, cãi vã trong thời gian này xảy ra nhiều hơn, họa thị phi và tiểu nhân luôn rình rập. Cho nên quý gia chủ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, đề phòng những người tiếp cận với mình với ý đồ xấu. Ngoài vấn đề sức khỏe, trong thời gian này cũng có dấu hiệu suy giảm. Quý gia chủ phải đề phòng những chấn thương có thể xảy ra do té ngã, tai nạn, sự cố. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Tuất trong vận trình nửa cuối năm 2021. Tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, nhưng mệnh chủ tuổi Tuất có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện tốt lên, hung tinh chiếu mệnh từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt trong tháng cô hồn, bản mệnh nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai là tử vi tháng 8 âm lịch. Tử hại mang điểm báo tiểu nhân khiến vận trình tháng 8 của tuổi Tuất gặp nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Do đó, bản mệnh cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực, kẻo tự rước thêm kẻ thù. Chẳng những công việc nhiều khó khăn mà áp lực kinh tế trong tháng cũng tăng lên. Hơn nữa, thường ngày bản mệnh cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính tốt, nhưng lại dễ mắc bệnh tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hổ bao không suy nghĩ, cho nên khó tránh khỏi sai lầm. Đặc biệt, tháng này còn có hiện tượng phá tài, cho nên bản mệnh cần giữ túi tiền thật chắc. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, tuổi Tuất cần hết sức chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân.
Cục diện hình thái tuế khiến tính tình thất thường hơn, dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí là ẩu đả với người khác. Do đó, mệnh chủ cần kiểm soát cảm xúc của bản thân. Nếu không, người bị thương cuối cùng sẽ là chính mình. Hơn nữa, trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống của mệnh chủ. Thái độ làm việc bề ngoài không hăng hái nhưng chất lượng khó đạt yêu cầu. Tử vi tháng 10 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, người tuổi Tuất không phải lo lắng nhiều, công việc tiến hành đều đặn, đi đến kết quả cuối cùng. Đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý, nhưng bản mệnh cũng không quá khắt khe, nên tự nhủ lần sau cố gắng hơn là được. Ngoài ra, cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả của công việc. Bản mệnh hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới, giúp bản mệnh có được sự đột phá trong sự nghiệp. Bản mệnh cũng sẽ thấy trong tháng này mình có nhiều tham vọng, làm việc gì cũng chủ động, mặc dù quá trình này có thể sẽ thấy ai khó khăn và đòi hỏi nỗ lực hơn, nhưng bù lại, năng lực bản thân không ngừng được cải thiện. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Vận trình của người tuổi Tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhiệt tình tương trợ bản mệnh khi cần. Tuy nhiên, tài vận trong tháng không khởi sắc, nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên, dù mục đích không phải lúc nào cũng thực sự cần thiết. Cộng thêm, việc mua sắm vô tội vạ chỉ khiến bản thân mình tự gây ra áp lực kinh tế cho chính mình. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể của người tuổi Tuất tương đối ổn định trong tháng cuối của năm. Sau cả một năm cố gắng vượt qua, thời điểm này bản mệnh cũng có thể được tận hưởng thành quả từ những nỗ lực trước đó. Công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, thời điểm năm hết Tết đến, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Bản mệnh cần làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc phải sai lầm. Tài chính trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu như khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng, nỗ lực của bản mệnh trong năm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Tuất. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy, luận giải. Để cập nhật được thông tin mới nhất về tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất của mình về tử vi, phong thủy. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.